Hello. Đi tắm chưa? Ngủ hả? Ngủ trong khách sạn phải dở lên vậy đó hả? Trời ơi em ngoan chưa? Cả nhà ơi, nhắm mắt ngủ đi coi. Điện thoại nữa rồi, điện thoại cho ai vậy? Điện thoại cho ai? Điện thoại cho ai đó mày nghe đi. Đi tắm ăn ơi. Ăn nhà đi tắm thôi. Ăn đi. Đi tắm thôi. Thank you.
Rồi đi tắm xong nha, tắm nha cả nhà ơi, chút xíu đi tắm xong nha.